Xin chào mọi người, lại là Loan nè. Hôm nay lại cùng vào bếp với mình để thực hiện một món viên chiên từ cá mòi hộp nha. Món này mùi vị khá là mới lạ và hấp dẫn so với các loại viên chiên mình đã làm. Cùng mình vào bếp thôi. Nguyên liệu đầu tiên mình cần có trứng. Tiếp theo là hành lá mình đã cắt nhuyễn sẵn rồi. Và nhân vật chính của ngày hôm nay là một hộp cá mòi đóng hộp. Phần bột sử dụng, ở đây mình sẽ sử dụng bột năng và bột mì. Đương nhiên đầu tiên là phải khui hộp cá mòi rồi. Mình đổ hết hộp cá mòi này vào một cái tô khác. Trong một hộp cá mòi đóng hộp thì thường được 3 đến 4 khúc. Mình sẽ tách cái phần cá ra một cái tô khác. Mình chọn một cái tô to to để tí nữa mình sẽ trộn bột vào luôn. Sau đó mình sẽ nghiền nát cái phần cá mòi. Cá mòi đóng hộp thì phần xương nó cũng đã mềm rồi đó mọi người, nên mình dễ dàng mình nghiền ra. Phần nước cá mòi lúc nãy mình sẽ cho 1/2 vào. Cá mòi nát rồi thì mình sẽ cho tiếp phần gia vị vào. Đầu tiên mình sẽ cho 1 muỗng cà phê hạt nêm. Tiếp theo là 1 muỗng cà phê tiêu. Mình cho thêm 1/3 gói hạt nêm của mì. Mình trộn cho tan cái phần gia vị đã thêm vào. Thêm vào tô 1 quả trứng. Tiếp theo mình sẽ cho hành lá cắt nhuyễn vào, ai không thích ăn hành thì mình bỏ qua. Mình cho tiếp 5 muỗng canh bột năng. Và mình cho thêm vào đây khoảng 20 muỗng canh bột mì. Khi mọi người cho vào mà vẫn cảm thấy nhão thì mình sẽ cho thêm một ít bột mì vào nha. Mình khuấy cho hỗn hợp bột này đều, khi nào mà hơi nặng tay mình sẽ tiến hành nhào. Đây là bột sau khi mình đã hoàn thành. Về kết cấu bột thì nó sẽ không được khô lắm nha. Trong thời gian mình nhào, mình sẽ bắt dầu lên chảo cho nóng trước. Mình sẽ vừa chiên và vừa vo viên luôn. Mình vo viên trước thì nó sẽ dễ bị chảy lắm đó mọi người. Chiên món này thì mọi người nên để lửa vừa thôi. Vì cá viên chiên này nó nhanh vàng lắm. Mình chiên lửa lớn, cái viên chiên của mình nó sẽ dễ bị nứt ra. Lúc chiên mình chở cho vàng đều hai mặt. Chiên đến lúc này là mùi cá mòi đã thơm khắp phòng rồi đó. Mình chiên đến khi chín đều hai mặt sẽ vớt ra dĩa. Mình thấy món này chỉ khó lúc nhào bột thôi, còn nguyên liệu thì khá là đơn giản. Nhìn mấy cái viên chiên tròn ụ mà vàng ươm mà mọi người. Mình đã có 2 clip làm cá viên chiên từ cơm nguội và mì gói. Nhưng mà cái món viên chiên này là thơm nhất đó mọi người. Món này mình sẽ ăn kèm với tương ớt và mayonnaise. Lưu ý là mọi người ăn nóng sẽ ngon hơn nha. Viên chiên của mình ăn rất là đậm vị cá mòi, giòn bên ngoài và xốp bên trong. Đây là món ăn vặt ngon và dễ làm. Mọi người cũng làm thử xem sao nha. Mình chúc mọi người thành công và hẹn mọi người những clip tiếp theo nha.